Ông Trump đang thực hiện lời hứa của mình mới đây cuộc họp giữa ông và CEO Masayoshi Son của tập đoàn công nghệ viễn thông SoftBank của Nhật Bản đã đi đến kết luận SoftBank sẽ đầu tư 50 tỷ đô la vào Mỹ, hứa hẹn tạo ra 50.000 việc làm. Thưa quý vị, đây là ông Masa đến từ SoftBank của Nhật Bản và ông ấy vừa đồng ý đầu tư 50 tỷ đô la vào Mỹ, tạo 50.000 việc làm. Về phía SoftBank, lãnh đạo tập đoàn cho biết sẽ tạo ra việc làm bằng cách đầu tư vào các doanh nghiệp startup của Mỹ. Tôi đến để chúc mừng ông ấy và tôi rất ủng hộ những quyết sách của ông. Chẳng hạn như nới lỏng chính sách, nước Mỹ sẽ trở nên vĩ đại một lần nữa. Trước mắt chưa có lộ trình cụ thể cho khoản đầu tư này của SoftBank vào Mỹ, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng số tiền khổng lồ này đủ sức làm sống lại thương vụ của nhà mạng Sprint của Mỹ muốn sáp nhập với T-Mobile. 82% cổ phần của Sprint thuộc về SoftBank. Trước đó, thương vụ này bị giới chức Mỹ bác bỏ do lo ngại vi phạm luật chống độc quyền. Sau cuộc họp trên, cổ phiếu của SoftBank và Sprint tăng điểm mạnh.